Vậy em cũng có thể sketch note sao cô? Câu trả lời là tất nhiên rồi. Em có thể sketch note bất cứ thứ gì mà em hình dung trong đầu ngay trong lúc nghe giảng, trao đổi hoặc học nhóm. Ví dụ như môn sinh học. Hay thú vị hơn, em có thể sketch note lại một bộ phim mà em đã xem. Tải ứng dụng Kiến Guru để xem tiếp bài học nhé!